Yes, we in Chau Hai, China, okay? And this is a koi fish in this area. Have thousands and thousands of them. They are dying for food. They love food. And people over here feeding them. And each time when they see people, they start coming, swimming over to us. Thousands of them. Beautiful, beautiful. Look at that. Look at that. So many. Đây là thuộc địa phận của Châu Hải. Và chúng tôi vào đây là cái, một cái cũng giống như là replica của tự cấm thành. Quay phim ở đây cho quý vị coi. Bà xã tôi đó lạnh quá à, đứng. Hi, how are you? Okay. Oh, beautiful. Đây là tôi đây. Hello. Very nice over here. A lot of koi fish. Nhiều cá koi lắm. So many of them. Qing Dynasty Tea House. So pretty. Okay, thank you.